vứt hết những cái đồ này đi anh em ạ. Tôi Khánh Trà Cai xin lỗi ông DJ producer Thái Hoàng nhé. Tôi vừa rồi tôi có mấy câu nói không được chuẩn với ông, cho tôi xin lỗi. Tại vì là như này này, hồi tôi cũng vứt hết đồ đi, không có chơi bời, mệt lắm rồi. Suốt ngày gặp Long Vương hỏng hết đầu. Đây nha, tí nữa bỏ ra thùng rác thì ai nhặt thì nhặt nhá. Tôi cũng xin lỗi Thái Hoàng. Thái Hoàng đánh nhạc ok ấy, hay đấy. Chẳng qua một cái trêu trêu Thái Hoàng cho nó vui thôi, chứ còn bản chất Thái Hoàng đánh nhạc hay mà. Đánh nhạc là thấy Long Vương luôn, chứ không phải là thấy Long Phú Quốc mới cả thấy vợ Long Phú Quốc đâu. Chẳng qua là mình cứ trêu thôi. Thái Hoàng nó đẳng cấp thì vẫn như là như xưa, anh hiểu chưa? Không có vấn đề gì cả. Cái tàu đâu nhỉ? Xin lỗi Thái Hoàng nhá, tôi bỏ hết. Bởi vì ông đánh nhạc hay quá, tôi suốt ngày tôi mê man vào mấy cái trò này. Tôi hỏng hết đầu. Tôi vứt thùng rác.